Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Vượng trong team chính nha, bác sĩ Vũ Văn Điền và cộng sự. Trong thời gian vừa qua có khá nhiều bạn nhắn tin và cho chúng tôi là bảo là chúng tôi là có thể giới thiệu một số loại kìm và các dụng cụ dùng trong chỉnh nha. Thì hôm nay tôi sẽ dành thời gian để trao đổi với các bạn một chút và chia sẻ với các bạn một số loại kìm mà chúng tôi thường hay dùng. Thứ nhất, như các bạn thấy đây, đây là cái kìm để chúng tôi dùng để đặt chuẩn tách khe. Trong trường hợp mà mình muốn đặt các cái ben vào các răng hàm của mình thì mình ấy cần đặt những cái chuẩn tách khe để cho giúp cái răng hàm của mình nó có thể nó được tách ra. Đấy, thì khi đó mình đặt những cái chuẩn vào thì mình dùng những cái kìm như này để đặt chuẩn tách khe. Cái kìm thứ hai đó là cái kìm mà mình để tháo ben. Trong trường hợp mình thử các cái ben xong hoặc là trong trường hợp mình chỉnh nha xong mà bệnh nhân có ben thì mình đã tháo ben, dùng những cái kìm này để mình tháo cái ben của mình ra. Đây là kìm tháo ben ạ. Cái thứ ba mình dùng đó là những cái bộ kìm cắt. Bộ kìm cắt của mình sẽ bao gồm hai cái. Thứ nhất là kìm cắt gần hay còn gọi là kìm cắt ngoài. Như đây là các bạn có thể thấy cái mũi kìm khá là giống cái hình dạng lưỡi kéo của mình để có tác dụng cắt các cái chỉ thép này hoặc cắt các cái dây cung hoặc là một số cái ngoài miệng của bệnh nhân. Cái kìm cắt thứ hai chúng ta có thể hay dùng đó là kìm cắt xa hay là kìm cắt dây cung chuyên dụng. Thì những kìm cắt này mình để cắt dây cung hoặc là mình đã cho vào trong miệng, mình cắt một số cái đầu thừa ở phía trong sâu trong miệng của bệnh nhân. Thì cái kìm cắt này nó có một đặc điểm, đó là có cái phần giữ dây cung và các cái dụng cụ nhỏ phía trong này hoặc cái chỉ thép ở phía sau này. Khi mình cắt nó rất là an toàn để những cái phần thừa đấy nó không bị rơi vào miệng của bệnh nhân. Cái kìm tiếp theo là chúng tôi hay dùng, đấy là ví dụ kìm wire wet này. Bạn thấy có thể thấy là đây là một kìm rất là đa năng. Mình có thể mình đi dây này hoặc là uốn một số cái ben hoặc là uốn dây. Cái thứ năm là mình hay dùng, đây là những kìm Matthew này. Những kìm Matthew này thì bình thường nó có hai loại. Một là cái loại có mỏ to hơn, ví dụ như loại này thì mình có thể mình dùng để kẹp chỉ thép hay là cái ligator đấy. Hoặc là mình có thể dùng những loại nhỏ hơn để mình đi chơi chun, cái chun đơn ấy, để đi vào cái mắc cài của bệnh nhân. Tiếp theo đó là mình sẽ đến những cái kìm để mình uốn dây. Đây là kìm 1, 2, 3. Thì các bạn có thể thấy là trong các cái video hướng dẫn bẻ dây cung của tôi thì dùng kìm này rất là nhiều. Thì bình thường cái kìm 1, 2, 3 này nó có cái đầu mỏ kìm có kích thước 1mm, 2mm hoặc 3mm. Các bạn có thể tùy chọn vào dựa theo kích thước của mỏ kìm và cái lúc hoặc là cái loại dây cung bạn muốn bẻ để lựa chọn cái loại đầu thích hợp. Tiếp theo đó là đây là kìm tuyết. Kìm tuyết thì bình thường là kìm tuyết của mình sẽ có những cái phần là hai phần. Thứ nhất là phần tròn này, các bạn có thể thấy nó chia làm các cái rãnh khác nhau ở 1, 2, 3, bậc số 1, bậc số 2, bậc số 3, và cái đối diện là phần lòng máng. Những cái kìm tuyết này mình có thể mình uốn các cái dây, các cái lúp. Thì các bạn thấy ở đây là kìm 442. 442 thì thông thường sẽ có hai cái, 442 màu mỏng và 442 màu dày. Thì đây là cái kìm 442 màu mỏng. Cái kìm này mình có thể dùng kẹp giữ dây hoặc mình bẻ dây uốn dây. Đây là các bạn có thể nhìn thấy, đây là một kìm gill trong trường hợp mình cần bẻ dây cung gill. Đấy, hoặc là các bạn có thể bẻ dây cung bill cũng được. Thì trên kìm này nó có những hình bậc thang khác nhau. Các bạn có thể bẻ theo những cái bậc thang này tùy theo cái độ dài của cái lúc bạn muốn bẻ. Tiếp theo đây là các bạn có thể thấy, đây là kìm De La Rosa. Kìm De La Rosa thì gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần có cái phần lồi vào bên trong, và phần thứ hai là phần lõm, rãnh lõm tương ứng với cái phần mặt lồi kia. Thì khi các bạn có thể uốn cái dây cung theo một hình dạng các bạn mong muốn, hay uốn cái dây cung theo cái hình dáng tròn của mình. Còn đây là cái kìm mà hai chấu hay là kìm mỏ chim, hoặc là một số người quen gọi là kìm 139. Thì kìm này nó lại có hai phần. Phần thứ nhất là thông thường mình hay dùng, đó là một phần là phần tròn này, phần mỏ tròn, và một phần là mỏ có tiết diện cắt ngang hình vuông. Thì kìm này mình hay dùng để uốn dây. Đây là kìm ba chấu. Kìm ba chấu thì nó có, các bạn có thể thấy rõ đây là có ba cái chấu riêng biệt khác nhau. Những kìm này mình có thể mình uốn dây, uốn các loại dây gập khác nhau hoặc mình kích hoạt các cái một số cái dây cung của mình ạ. Trong trường hợp bạn cần bấm các lúp, các cái húc ấy thì để các bạn có thể tạo lực, các bạn kéo lực, ví dụ như là bạn muốn móc chun để kéo hoặc là muốn kéo lò xo thì các bạn có thể dùng cái húc này, cái bấm kìm bấm húc này bấm các húc lên các cái dây cung của mình để mình kéo. Đây là kìm chỉnh típ của răng. Thì các bạn thấy có thể là cái mỏ kìm nó có hình chữ Z này,
khi bạn bấm ra thì tạo ra các cái hình chữ Z trên cái bề mặt dây cung để chỉnh cái độ nghiêng gần xa của răng hay là chỉnh tip của răng ấy. Ở đây là bộ kìm chỉnh tọ. Bộ kìm chỉnh tọ của chúng tôi thường dùng là bộ kìm như này. Nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là để mình giữ dây cung và phần thứ hai mình kẹp vào dây cung để mình uốn. Khi mình muốn bẻ tọ một răng, mình bẻ tọ tức là mình chỉnh cái độ nghiêng trong ngoài của răng thì mình có thể mình bẻ, mình kẹp những phần dây của mình vào cái vị trí thứ nhất này. Đấy, sau đó mình dùng kìm kẹp này, dùng cái kìm thứ hai mình kẹp vào đây và sau đấy mình xoay. Thì khi mình xoay như thế sẽ tạo ra cái độ xoay của dây cung. Ngoài ra khi chúng ta chỉnh thì chúng ta có thể sử dụng những kìm bậc thang này để bẻ các bậc trồi lún, tức là mình bẻ các bậc để làm cho răng của mình nó trồi lên hoặc lún xuống. Thì kìm bậc thang mình có thể dùng rất là nhiều loại, có loại là 1/2, 3/4 hoặc là 1mm hoặc là 2mm. Đấy, đây là có rất là nhiều loại tùy theo cái bậc thang mình muốn bẻ. Ví dụ mình muốn làm cái trồi răng đấy lên 0.5mm thì mình sẽ sử dụng kìm bậc thang 0.5mm. Đây là kìm bẻ đôi dây. Thì các bạn có thể thấy kìm bẻ đôi dây gồm hai phần, phần lòng máng và một phần là gồm một thanh thép nhỏ này. Thì những cái trường hợp kia các bạn dùng kìm này thì bạn bẻ đuôi dây để cái phần đuôi dây của mình nó được gập lại, hoặc là các bạn có thể kích hoạt một số cái lúc đóng khóa thì các bạn có thể sử dụng kìm bẻ đuôi dây như thế này. Trong trường hợp các bạn sử dụng mắc cài tự buộc thì các bạn có thể sử dụng cái kìm tháo dây cung của mắc cài tự buộc thế này. Nó sẽ gồm có hai phần, phần là mỏ kìm và cái phần nhựa này. Đấy. Thì khi mình cho vào mình sẽ bóp con cái này thì cái phần dây cung của mình sẽ được tách ra khỏi cái mắc cài của mình. Và cuối cùng là khi mà bạn sử dụng để tháo các mắc cài thì đây là cái kìm để tháo mắc cài. Nó bao gồm hai cái phần mỏ. Đấy, các bạn hãy kẹp vào giữa các cánh mắc cài và sau đó mình tháo cái mắc cài ra. Trên đây thì tôi vừa giới thiệu với các bạn các loại kìm mà mình thường dùng trong chỉnh nha. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào hoặc có cái vấn đề gì thắc mắc thì các bạn hãy comment cho chúng tôi hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Học viện Nha Khoa để có thể có được những video bổ ích hơn. Cảm ơn các bạn.